Đây là có hôm nay là trong nhóm mình là có nhân vật mới đấy quý vị, đó là cô giáo. Ok. Mình pha cho khách đi lấy hết luôn. Bốn người. Dạ. Bốn suất là 40.000. 40.000. 40.000 một suất. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ trong nhóm của tôi thì gồm có 3 người lớn và 1 trẻ em. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã ăn cái gỏi củ hủ dừa đã xong. Thì bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị tiếp cái món thứ hai, đó là món hàu nướng nha quý vị. Hàu nướng thôi. Hàu nướng. Và bây giờ đó. Nên là có chúng tôi ăn được hết rồi. Bây giờ chúng tôi tiếp tục là món thứ hai, đó là món hàu nướng quý vị. Thank you.
Đây là món thứ ba, đó là món bò. Bò nướng tải hả? Bò nướng nha quý vị. Bò nướng tải. Trời ơi, ngon biết. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tháng, tức là ngày 1 tây tháng 6 là ngày quốc tế của thiếu nhi. Thì hôm nay là gia đình chúng tôi có mời một nhân vật rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, đó là cô giáo, đó là cô giáo Hồng Hà đây, cô giáo Hồng Hà đây. Hello mọi người. Đây là cô giáo Hồng Hà, kế bên đó là bạn học sinh, đó là bạn Lê Minh. Hello cả nhà. Đến bây giờ là gia đình chúng tôi đã kết thúc cái buổi tiệc ngày 1 tháng 6 ngày hôm nay. Chúng tôi ăn rất là nhiều món nhưng mà bây giờ cảm giác mình no quá. Nhưng mà bây giờ vẫn còn hào đây. Còn một dĩa hào luôn cả nhà. Nên là bây giờ mình xin phép mình sẽ đem về. Đem về. Đó, mình đem về mình ăn thôi quý vị ha. Giờ no quá rồi, đi không nổi rồi. Đó, quý vị thấy không? Thấy cái quán này không? Cặp bờ sông nè. Bên kia là quý vị thấy là bên kia là cái view của nó là view bên phía bên quận 7 đó cả nhà. Đó, đây là cô giáo này. Bây giờ xin tạm biệt mọi người nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình lên tàu mình về bến, mình về quận 8 cả nhà ơi.
Xin.